Madam Pan chấp nhận hy sinh để soán ngôi Việt Nam tại SEA Games. Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, Madam Pan, Luan Phan Lam Sam đang làm mọi cách để giúp U22 nước này săn vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 32 trên đất Campuchia. Theo dự tính ban đầu, U22 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là Terasak Weihimi và Jonathan Kemet trong 3 trận đầu ở vòng bảng. Lý do là vì câu lạc bộ Pop vẫn cần Weihimi cho các trận đấu cuối cùng của Thai League, nơi họ đang ôm mộng top 3. Tương tự, Kemet thuộc biên chế của Ratchaburi, đội cũng đang đua tranh với chính Pop và chỉ hội quân từ ngày 8 tháng 5. Nhưng mới đây, trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, Madam Pan, Luan Phan Lam Sam, cũng là chủ tịch câu lạc bộ Pop, đã quyết định để Terasak Weihimi thi đấu cùng U22 Thái Lan ngay từ đầu vòng bảng. Pan luôn nghĩ rằng huy chương vàng bóng đá nam SEA Games là điều mà các quốc gia đều muốn có. Đó cũng là cách tăng uy tín bóng đá Thái Lan. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ Pop vì chúng ta vẫn còn 3 trận đấu nữa ở Thai League, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ khác sẽ thay thế được vị trí của Terasak. Tôi đưa ra quyết định như thế này sau khi đã suy nghĩ từ kinh nghiệm trực tiếp đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá Thái Lan. Tôi muốn trở thành nguồn động viên cho các đội tuyển của Thái Lan tại SEA Games, Madam Pan cho biết. Huy chương vàng SEA Games vẫn là điều mà Madam Pan khao khát, dù đã cùng đội tuyển Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2021 và 2022. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, Madam Pan tạo mọi điều kiện tốt nhất cho U22 Thái Lan, nhưng thầy trò huấn luyện viên Côn Kim lại để thua chủ nhà Việt Nam trong trận chung kết. U22 Thái Lan sẽ lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32 vào ngày 27 tháng 4. Họ cùng bảng với Singapore, Malaysia, Lào và đương kim vô địch Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.